Hello, xin chào các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, đây là video chủ đề Pokemon đầu tiên trong năm 2021 trên kênh Cập Ủ Vlog. Và đây là video tiến hóa Pokemon dạng Pikachu và Slowpoke của năm 2021 các bạn nha. Đây là event mà chú Pikachu nè và chú Slowpoke sẽ đeo trên mình những cái phụ kiện rất là dễ thương. Và bây giờ hãy cùng mình xem video nha.